Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Thưa quý khán giả và các đồng chí, kể từ khi lên sóng, những chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ như Nhắn tìm đồng đội và Đi tìm đồng đội luôn là các chương trình nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam nói riêng và cả nước nói chung. Trong chương trình kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và 8 năm ngày lên sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng nhìn lại con đường chúng tôi đã đồng hành và trở thành người bạn thân thiết với các gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, các đội quy tập và tất cả những khán giả quan tâm đến công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ, thiếu vắng bóng cha, đến nay tôi đã 50 tuổi, nhưng tôi không thể quên được cái buổi trưa ngày hôm đó. Đi học về, tôi thấy mẹ ôm mặt khóc nức nở. Tôi ôm mẹ, chưa kịp hỏi thì hai chị tôi chạy đến ôm lấy tôi nấc lên. Bố hy sinh rồi. Đó là những dòng thư mà chị Lương Thị Tươi, con gái của liệt sĩ Lương Văn Nhận ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã gửi về cho chương trình Đi tìm đồng đội của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Bức thư chất chứa nỗi niềm của một người con sinh ra mà chưa được một lần được gặp bố. Và day dứt hơn khi gia đình chị vẫn chưa thể đưa được hài cốt của bố mình về quê nhà yên nghỉ sau mấy chục năm tìm kiếm. Đây là một trong hàng trăm nghìn bức thư của thân nhân liệt sĩ gửi về cho chương trình với mong muốn được hỗ trợ, kết nối, chia sẻ thông tin để tìm được phần mộ người thân của mình. Những bức thư chứa đựng biết bao tâm tư, biết bao mong ngóng, đợi chờ và hy vọng. Từ mấy chục năm nay, truyền hình Quân đội Nhân dân đã trở thành địa chỉ quen thuộc với các gia đình liệt sĩ. Cách đây 30 năm, chương trình Nhắn tìm đồng đội của truyền hình Quân đội Nhân dân ra đời đã nhận được biết bao sự gửi gắm, trông chờ của các gia đình liệt sĩ. Trải qua một chặng đường rất dài đồng hành cùng thân nhân các liệt sĩ, chương trình Nhắn tìm đồng đội đã góp phần không nhỏ tạo nên thương hiệu cho Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Từ những ngày đầu lên sóng, chương trình đã tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả cả nước. Tôi ngày đấy là người dẫn chương trình và cũng là người trực tiếp được đồng hành cùng với những phóng viên đầu tiên để làm chương trình Nhắn tin đồng đội. Có thể nói là những cái ngày đầu lên sóng của chương trình, chúng ta nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình cả nước, đặc biệt là thân nhân của các liệt sĩ, những cựu chiến binh, những người đồng chí đồng đội. Thường là một lần lên hình là chúng tôi nhắn tìm được 100 liệt sĩ. Tôi cứ nghĩ là nếu như các anh còn sống thì đấy là 100 con người. Thế mà nhiều khi mình đọc là mình nghẹn ngào, phải dừng lại, không đọc được. Vì là có những người, có những hôm đọc đến một người mẹ trong một ngày, mẹ mất hai người con trong một ngày, hai chiến trường mà mẹ không biết. Có hôm tôi đọc đến đấy tôi gục xuống khóc rất là lâu. Và chúng tôi là hạnh phúc vô cùng khi là được đóng góp một phần rất là nhỏ trong cái công cuộc tìm kiếm các liệt sĩ. Chương trình cố định với khung thời lượng 15 phút một số, mỗi số đăng ảnh và thông tin của 15 liệt sĩ. Đến nay, khoảng hơn 3.000 hồ sơ đã được ban biên tập chương trình qua nhiều thế hệ tiếp nhận và xử lý thông tin. Có rất nhiều gia đình sau khi gửi thông tin thì liên tục gọi điện từ cái lúc giai đoạn gửi đến lúc mà giai đoạn phát sóng, bởi vì là bản thân họ mà cũng biết rằng là cái việc tìm kiếm này nó rất là khó khăn. Thế nhưng mà khi mà có thông tin vang lên trên truyền hình thì người nhà họ hàng xem được cái thông tin đấy là cũng đã là vô cùng xúc động và cũng rất mong mỏi cái giây phút được xem trên truyền hình. Vì thế mà mỗi khi mà có những cái thông tin của liệt sĩ thì chúng tôi cố gắng là làm sao mà sắp xếp để lên sóng một cách sớm nhất. Thì có chương trình Nhắn tìm đồng đội thì tôi có gửi thư và cung cấp một số tin tức của hai liệt sĩ.
Và rất là thực sự là chúng tôi rất là ngỡ ngàng là vì trong một thời gian rất ngắn thì gia đình chúng tôi là có thông tin của hai liệt sĩ, đặc biệt là chúng tôi đã tìm được một liệt sĩ. Không biết nói gì hơn là xin chân thành cảm ơn chương trình Nhắn Tin Đồng Đội. Tôi thực sự rất là xúc động khi được là người dẫn chương trình Nhắn Tin Đồng Đội, bởi đây là một chương trình có tính nhân văn rất là sâu sắc và ý nghĩa. Và đối với bản thân tôi thì mỗi một số liên hình khác nhau thì lại là một cảm xúc khác nhau. Đó là sự khát khao mong mỏi được tìm thấy các phần mộ về cho các gia đình liệt sĩ. Và ngoài cái niềm xúc động ra còn là niềm tự hào vì chương trình Nhắn Tin Đồng Đội đã đồng hành cùng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội rất lâu đời. Chúng tôi hy vọng khán giả truyền hình cả nước sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình Nhắn Tin Đồng Đội, ủng hộ cho Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, và hồ sơ của các liệt sĩ sẽ lại tiếp tục được gửi về để chúng tôi có thể tiếp tục công việc của mình. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bởi một chút niềm tin, một chút hy vọng, biết đâu sẽ làm nên điều kỳ diệu. Với mong muốn không chỉ là nơi đăng tải những thông tin để nhắn tìm đồng đội, mà sẽ trở thành cầu nối kết nối thông tin tìm hải cốt liệt sĩ để đưa các anh được trở về với gia đình, quê hương, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tổ chức sản xuất chương trình Đi tìm đồng đội dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Đảng ủy, ban giám đốc cũng như là các phòng ban đều rất quan tâm tới chương trình Đi tìm đồng đội của chúng ta bây giờ. Nó được ra đời, đấy là cả một quá trình dài của 30 năm. Của 30 năm từ những năm 1991-92 khi chúng ta làm chương trình Nhắn Tìm Đồng Đội. Và chúng ta gặp có quá nhiều thông tin, chúng ta thấy có quá nhiều những khát khao cháy bỏng của từng gia đình. Có những người thân hy sinh mà 30 năm, 40 năm, 50 năm cuộc chiến tranh đi qua mà vẫn không tìm thấy được hài cốt. Chương trình phát sóng số đầu tiên vào tháng 1 năm 2015 trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam. Là một chương trình chuyên biệt về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở cả trong nước và nước ngoài, với những câu chuyện xúc động được thể hiện công phu với nhiều hình thức phong phú. Phóng viên của chương trình Đi tìm đồng đội đã có mặt ở hầu hết các chiến trường xưa, theo sát bước chân của các đội quy tập ở những vùng sâu, vùng xa hay ở nước bạn để sản xuất các tin bài, phóng sự liên quan đến hoạt động tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Đây là những hình ảnh tác nghiệp của ekip chương trình tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Với địa hình rừng núi hiểm trở, lượng mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau cuộc chiến rất nhiều, nên công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ những năm qua ở Hà Giang gặp rất nhiều khó khăn. Đồng hành cùng các đội quy tập, chuyên trách tìm kiếm hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào và Campuchia. Chương trình Đi tìm đồng đội đã phản ánh chân thực về những vất vả, gian khó mà các anh em ở các đội quy tập phải vượt qua. Thời điểm phóng viên thực hiện phóng sự này là lúc đang vào cao điểm của mùa khô ở Lào. Bởi vậy, việc đảm bảo nước ăn và sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ dã ngoại gặp muôn vàn khó khăn. Chậu nước này được lấy lên từ suối và giếng khoan ở khu vực huyện Khun Kham, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thoáng nhìn thì nguồn nước rất trong, không mùi. Nhưng khi nấu nguồn nước ấy lên thì xuất hiện lượng đá vôi kết tủa rất lớn. Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, các cán bộ, chiến sĩ đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã phải xử lý qua nhiều công đoạn. Cách làm này phần nào xử lý thô sơ nguồn nước bị nhiễm vôi phèn của vùng địa chất. Thế nhưng, không ai dám chắc là nguồn nước đã qua xử lý như thế này đã đủ an toàn vệ sinh cho sức khỏe người sử dụng. Công việc quy tập hải cốt liệt sĩ tại Lào chỉ có thể thực hiện được vào mùa khô. Khó khăn là vậy, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hôm nay, các cựu chiến binh trong ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 20, quân khu 9 đã tìm đến gặp chương trình Đi tìm đồng đội
với mong muốn đăng tải thông tin nơi yên nghỉ của đồng đội mình lên truyền hình, để các thân nhân liệt sĩ có thể biết thông tin phần mộ liệt sĩ của gia đình đang ở đâu. Đây là toàn bộ tâm sức của các cựu chiến binh trong hơn nửa năm qua khi vừa đối chiếu thông tin, vừa tổng hợp thành danh sách liệt sĩ của từng địa phương. Những thông tin quý giá này đã được các cựu chiến binh gửi tới chương trình với rất nhiều hy vọng. Chương trình đi tìm đồng đội nói riêng và cái kênh Quốc phòng Việt Nam là rất gần gũi với các cựu chiến binh, gần gũi và thiết thực với các gia đình liệt sĩ. Bởi vì qua cái chương trình này, họ thấy cái nghĩa tình của các cựu chiến binh với đồng đội nó như là một cái truyền thống, cái đạo lý của người Việt. Chúng tôi rất nhiều hy vọng ở Quốc phòng Việt Nam. Alo, chương trình đi tìm đồng đội xin nghe. Hằng ngày tiếp nhận thêm những hồ sơ thông tin liệt sĩ mà các gia đình hay các cựu chiến binh gửi gắm là động lực, cũng là thêm một phần trách nhiệm với những người thực hiện chương trình. Dẫu hành trình phía trước còn nhiều gian nan, nhưng chương trình đã, đang và sẽ là cầu nối hiệu quả giữa thân nhân các gia đình liệt sĩ với các cơ quan chức năng, các đội quy tập để chung tay tìm và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, người thân. Tôi thường xem cái chương trình đi tìm đồng đội và tôi vẫn còn trăn trở biết bao nhiêu đồng đội, biết bao nhiêu liệt sĩ vẫn chưa tìm được phần mộ, vẫn chưa tìm được hài cốt, nên tôi đau đáu trong lòng. Và từ chỗ đó như vậy tôi mới xác định tôi chuyên tâm để đi tìm hài cốt liệt sĩ. Thân nhân các liệt sĩ có tên trong danh sách có thể liên hệ với chương trình đi tìm đồng đội theo đường dây nóng 0965001222. Ngay sau khi tìm thấy tên anh trai mình là liệt sĩ Lê Xuân Đào trong danh sách liệt sĩ được chương trình đi tìm đồng đội đăng tải, ông Lê Văn Tạo đã vội đi từ Nghệ An ra Hà Nội đến gặp phóng viên chương trình. Theo như ông Tạo chia sẻ, dựa vào thông tin trong giấy báo tử, mấy chục năm nay, ông và gia đình đã sòng giã đi tìm phần mộ của anh trai ở khắp các nghĩa trang trong tỉnh Kiên Giang mà không thấy. Gia đình tôi là đã mong muốn, mong mỏi từ rất lâu rồi và xem được cái danh sách là trên chương trình đi tìm đồng đội thì cảm thấy là yên tâm. Sau khi được phóng viên chương trình đi tìm đồng đội hướng dẫn, ông Lê Văn Tạo đã làm thủ tục xin xét nghiệm ADN để tìm được chính xác phần mộ của liệt sĩ Lê Xuân Đào. Đến tháng 9 năm 2020, sau gần 4 năm đợi chờ, mong ngóng, gia đình liệt sĩ Lê Xuân Đào đã nhận được thông tin mà tất cả đã chờ đợi bao năm qua. Đó là kết quả xét nghiệm ADN, cho biết vị trí chính xác phần mộ của liệt sĩ Đào tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu ông Tạo lặn lội vào mảnh đất Kiên Giang xa xôi. Nhưng lần này, ông đã có được câu trả lời mà mấy chục năm qua ông luôn kiếm tìm. Ông đã biết được phần mộ anh trai mình, đã được ngồi bên cạnh tâm sự với anh bao điều nhớ thương. Ngày hôm nay, ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang đã có 27 cuộc đoàn tụ như thế. Biết bao niềm xúc động dồn nén, biết bao đợi chờ mong ngóng suốt gần nửa thế kỷ đã vỡ òa trong giây phút này. 27 bia mộ liệt sĩ chưa biết tên đã được thay bằng những tấm bia mới có đủ cả họ tên, quê quán, đơn vị của liệt sĩ. Đó là nỗ lực của các cựu chiến binh, các cơ quan chức năng và sự lan tỏa, chung tay của toàn xã hội. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao với các phóng viên chương trình đi tìm đồng đội khi đã cùng chung tay để đường về nhà của các liệt sĩ được gần hơn.
khi mà chúng tôi có thể hỗ trợ, có thể kết nối để đưa được các liệt sĩ trở về với gia đình, và những cái xúc động, những cái niềm hạnh phúc của gia đình thì cũng chính là cái niềm hạnh phúc của chúng tôi mỗi khi mà được chứng kiến những cái giây phút đoàn tụ như vậy. Và thông qua chương trình Đi tìm đồng đội thì chúng tôi cũng rất là muốn được lan tỏa một cái thông điệp đến tất cả khán giả truyền hình, đó là chúng ta cần phải có trách nhiệm hơn nữa, cần phải cùng nhau chung tay để có thể đưa được các liệt sĩ trở về, bởi vì là cái con đường về nhà của các liệt sĩ thực sự rất là gian nan. Các đội quy tập phải trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, vất vả mới có thể tìm được hài cốt của các liệt sĩ. Và hiện nay chúng ta còn quá nhiều liệt sĩ được tìm thấy rồi nhưng mà lại chưa xác định danh tính. Chính vì vậy mà đây không phải là công việc của riêng ai mà là một công việc mà cần phải có sự chung tay của toàn xã hội. Có lẽ chính bởi ý nghĩa và giá trị nhân văn trong suốt những năm qua nên chương trình luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả. Các số Đi tìm đồng đội đều nằm trong top các chương trình được xem nhiều nhất trên trang web qpvn.vn, kênh Quốc phòng Việt Nam và kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam. Đặc biệt, trang Facebook Đi tìm đồng đội đã có lượng người theo dõi, tiếp cận và ủng hộ rất lớn. Nhiều khán giả đã chia sẻ những tình cảm xúc động của mình qua những dòng bình luận, những tin nhắn và những lời cảm ơn rất chân tình. Khán giả Nguyễn Đức Hoàn chia sẻ, lần nào cũng vậy, xem chương trình Đi tìm đồng đội trên đài truyền hình, nhìn hình của các bác, các chú mà rơi nước mắt. Bác mình, xương thịt hòa chung với nước và đất của vùng Đồng Tháp 10, chẳng bao giờ có thể tìm được dù là chút ít gọi là. Khán giả Phạm Đào cũng rất đồng cảm với những câu chuyện trong chương trình. Cảm ơn chương trình nhiều lắm. Những thân nhân, gia đình liệt sĩ rất cần những người có tâm, nhiệt huyết, quên mình vì đồng đội để mong quy tập, tìm được hài cốt các liệt sĩ trên khắp đất nước và ở nước bạn trở về quê nhà. Và còn rất nhiều những chia sẻ, động viên mà khán giả đã yêu quý, tin tưởng gửi đến cho chương trình Đi tìm đồng đội. Trong đó, nhiều bạn trẻ là thế hệ thứ ba trong các gia đình liệt sĩ, tiếp nối thế hệ của ông bà, bố mẹ. Họ cũng rất trăn trở với việc tìm kiếm phần mộ liệt sĩ của gia đình mình. Trường hợp của bạn Lê Thị Ánh ở xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang là một ví dụ. Bạn đã gửi tin nhắn qua fanpage của chương trình Đi tìm đồng đội với mong muốn chương trình có thể kết nối, hỗ trợ để tìm được phần mộ của ông ngoại mình là liệt sĩ Lê Đình Lập. Bạn kể rằng bà ngoại năm nay đã 81 tuổi. Mấy chục năm qua, trong lòng bà luôn có một tâm nguyện là làm sao tìm và đưa được phần mộ của ông ngoại trở về quê nhà. Tôi có lên website để tìm kiếm thì và liên hệ qua fanpage thì rất là may mắn, thì ngay sau đó thì các anh chị phản hồi rất là sớm, hơn nữa là còn rất là quan tâm đến cái nguyện vọng của bà ấy. Thì mọi người đã đến, sau khi được đoàn về thì bà có vẻ rất là phấn khởi và vui hơn ấy, vì có thêm cái hy vọng là có thể tìm kiếm ông ấy. Tại vì rất nhiều năm rồi ấy, cái tìm kiếm gần như là vô vọng ấy. Nhưng bây giờ được sự giúp đỡ của chương trình ấy, thì có lẽ hy vọng sẽ lớn hơn rất là nhiều. Đến nay, chương trình đã tiếp nhận được hơn 4.000 hồ sơ liệt sĩ. Những người thực hiện chương trình đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng chục nghìn cuộc điện thoại từ đường dây nóng. Riêng năm 2020, chương trình đã khớp nối, cung cấp thông tin nơi an táng hơn 60 liệt sĩ tới thân nhân, gia đình các liệt sĩ. Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức đưa hơn 40 liệt sĩ về với gia đình và quê hương. Phối hợp với Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn và tổ chức xét nghiệm ADN cho 200 phần mộ liệt sĩ đang được an táng tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ. Chương trình Đi tìm đồng đội ra đời, Cục Người Có Công thấy rằng đây là một cái kênh thông tin rất là quan trọng và có ý nghĩa nhân văn. Chính vì vậy thì chúng tôi đã phối hợp ngay từ đầu với chương trình, trong cái đồng hành cùng chương trình trong cái việc mà xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin. Chương trình cùng với Cục Người Công đấu nối thông tin và cũng đã bằng thực chứng đã xác định được rất nhiều liệt sĩ. Rồi thì bằng cái phương pháp giám định ADN, chúng tôi cũng phối hợp cùng với chương trình
để mà lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thông qua thông tin của cựu chiến binh và đồng đội, thì cũng đã xác định được rất nhiều danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua giám định ADN. Chương trình đi tìm đồng đội của kênh truyền hình quốc phòng rất hiệu quả, rất tốt. Hiện nay chúng tôi cũng đang xúc tiến rất là mạnh các cái kênh thông tin để mục đích là tìm kiếm quý tộc cũng như tìm thân nhân của liệt sĩ. Và tới đây sở sẽ có chương trình kế hoạch để phối hợp với chương trình để làm tốt hơn nữa công tác tìm kiếm quy tập của liệt sĩ cũng như tìm thân nhân của các chú các anh. Trong những năm qua, các phóng viên, biên tập viên cũng đã chủ động tìm các hình thức thể hiện sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cộng tác viên ở các tỉnh và các đội quy tập để có những hình ảnh, tin tức cập nhật chính xác tới người dân trong và ngoài nước. Nhưng vẫn còn đó là những khó khăn và trăn trở cả những người thực hiện chương trình. Khi mà thời gian chôn cất liệt sĩ đã lâu, thông tin từ các cựu chiến binh, từ những người trực tiếp an táng các liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, ảnh hưởng lớn tới công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ nói chung và việc kết nối thông tin của chương trình nói riêng. Thế nhưng, vượt qua những khó khăn ấy, ekip sản xuất chương trình đi tìm đồng đội vẫn luôn nỗ lực tiếp tục đồng hành cùng các đội quy tập, các cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, trở thành cầu nối cung cấp thông tin đáng tin cậy với khán giả truyền hình cả nước. Chuyến đi Bình Phước vừa rồi thì tôi có được đến với đội quy tập K72 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và đến với các thân nhân, các gia đình liệt sĩ ở trên các ấp, các làng rất là xa xôi ở sát biên giới Campuchia. Thì có thể cảm nhận được là cho dù xa xôi như vậy nhưng mà họ vẫn luôn luôn đau đáu, có một nguyện vọng là tìm được hải cốt liệt sĩ của gia đình mình. Cho dù là ở đó thì chúng tôi ở cả ngày ở đó về sóng điện thoại rất là phập phù, nhưng mà và cái điều kiện hoàn cảnh rất là xa xôi, đường xá cách trở, nhưng mà họ luôn luôn theo dõi chương trình đi tìm đồng đội. Đó là nguồn động lực to lớn để cho chúng tôi có thể quyết tâm luôn luôn cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình để có thể đăng tải những thông tin tốt nhất để giúp cho thân nhân các gia đình liệt sĩ có thể sớm tìm được người thân của mình. Trong rất nhiều cuộc tìm kiếm thì hành trình đón liệt sĩ Ngô Văn Bảo từ nghĩa trang Phước Long, Bình Phước về quê nhà Bắc Ninh tưởng như đã kết thúc tốt đẹp khi thân nhân liệt sĩ vào đến Bình Phước. Thế nhưng, hành trình ấy đành dang dở bởi bên trong phần mộ của liệt sĩ Bảo lại có mảnh nhôm khắc tên Phạm Văn Lộc, quê Thanh Hóa. Chúng tôi đã có gần một năm để tìm kiếm và kết nối thông tin hồ sơ của liệt sĩ Ngô Văn Bảo để có kết quả thực chứng chính xác là phần mộ của liệt sĩ đang nằm tại nghĩa trang liệt sĩ Phước Long, tỉnh Bình Phước. Thật sự thì lúc đấy là một trường hợp hết sức bất ngờ đối với chúng tôi. Cái hình ảnh mà người vợ của liệt sĩ ùa ra ôm lấy con trai và hỏi là: "Thế bố của con đâu? Sao con không đưa được bố trở về với mẹ?" Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy vô cùng áy náy đối với thân nhân liệt sĩ và nó ám ảnh chúng tôi vô cùng. Liệt sĩ Ngô Văn Bảo không phải là trường hợp duy nhất chương trình đi tìm đồng đội và gia đình không thể đón về quê hương bởi nhiều lý do khách quan. Hiện nay, chúng ta vẫn còn hơn 200.000 hải cốt liệt sĩ chưa được quy tập và 300.000 hải cốt liệt sĩ đã được quy tập và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ nhưng còn thiếu thông tin. Những con số ấy vẫn luôn là nỗi trăn trở, xót xa không chỉ của thân nhân liệt sĩ mà còn của tất cả chúng ta. Làm sao để ngày càng có thêm nhiều gia đình liệt sĩ thực hiện được ước mơ đoàn tụ? Đó sẽ luôn là lời thúc giục để ekip sản xuất chương trình nhắn tìm đồng đội và đi tìm đồng đội nỗ lực hơn nữa. Phóng viên của chương trình nhắn tìm đồng đội và đi tìm đồng đội của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cũng đang rất xả thân cho công việc đấy, và chúng ta làm với đầy tình cảm, đầy trách nhiệm, và tôi tin là cùng với những cái cơ chế chính sách của Đảng, của Chính phủ và của quân đội thì chương trình của chúng ta sẽ đưa lên những cái tiếng nói của mình một cách xác đáng nhất, một cách trân trọng nhất và một cách đầy đủ nhất.
về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Với nhau đồng đội ơi.